Bạn, mình là Tuấn và như đã hứa thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm cái series về lục đạo cộng một của mình của game này. Và mình thì chơi bản Trung Quốc nha các bạn. Bản Trung Quốc vừa vào cái được ngay VIP 8 và mình cũng không nạp đồng nào cả. Và sau đây nick mình thì cũng gà thôi, tuy đứng top 4 nhưng mà cũng khá gà so với những người đứng trên. Guild mình thì mình là chủ guild top 1. Chủ guild top 1. Đang là top 1. Và bạn nào muốn chơi game như kiểu này của mình có luôn vàng với kim cương nhiều thì các bạn có thể xem link ở dưới, mình để ở dưới nha. Và hôm nay chúng ta sẽ đi đến với hai con lục đạo cộng 1, đó chính là Temari và Gai. Thì thực ra thì mình cũng chưa có, nick mình cũng kém thôi. Mình lời cày với cả có Suonde sắp lên lục đạo nhưng mà xương thú hiếm quá nên mình cũng chưa đủ. Các con khác thì cũng rất cần xương nên là mình cũng rất phân vân. Mình muốn cho Naruto lên lục đạo 1 nhưng mà rất phân vân, muốn cho Suonde lên trước. Và guild mình thì khá là mạnh nên là nó có rất nhiều lục đạo cộng 1. Thì những con như kiểu Naruto, Sasuke mình đã làm những video trước rồi. Thì hôm nay mình sẽ làm về Temari và Gai. Ok. Chúng ta sẽ đến luôn với Temari trước nha. Temari là một con phải nói là sát thương khủng khiếp nhất. Sát thương khủng khiếp nhất của game. Khủng khiếp nhất nha. Là con tướng có sát thương cực mạnh, đó là sát thương phép. Dùng chakra đấy. Các bạn có thể xem kỹ năng của nó. Vì mình chơi bản Trung Quốc nên là mình đọc thì không thể hiểu được chữ của nó được nên thôi cho các bạn xem kỹ năng nha. Đó. Đầu tiên vào đánh thường một cái. Đấy, chiêu 2 của nó rất mạnh, chiêu này cực kỳ mạnh. 10.000 sát thương lận. Chiêu quấy của Temari cũng thuộc khả năng là sát thương ấy. Đây là chiêu mới chỉ lục đạo mới có. Chiêu quấy nó thuộc lại mạnh nhất trong game rồi. Nhưng đây là mình chọn ải máu khá trâu nên là đánh ấy, đánh khá vất vả. Các bạn có thể xem những đòn đánh 3.000 sát thương. Đó, chiêu này chỉ lục đạo cộng 1 mới có. Đánh dùng sát thương hàng sau. Đánh những đứa hàng sau. Vì Temari là người hàng sau nên là mình cho đánh một mình nên nó sẽ đứng cuối và cái bọn này sẽ đứng gần hơn đấy. Thì là làm cho Temari cái chiêu đấy trở nên vô dụng. Đó. Đó, rất mạnh. Hai chiêu này mà kết hợp với nhau thì quét sạch đối thủ. Rất mất thời gian, xin lỗi các bạn. À, cái nick này và mình có rất nhiều nick kiểu VIP VIP như này thì là bạn nào muốn mượn chơi thì có thể IB cho mình nhá. Mình để link Facebook ở dưới, mình cũng cho mượn thoải mái các bạn chơi. Mình có như kiểu như là xin đăng ký nên không sợ các bạn đổi mất, nhưng mà các bạn chơi thì đừng phá nick của mình là được. Có thể IB cho mình để link Facebook ở dưới nha. Ok không? Xem xong nhớ like và subscribe kênh mình nhá. Rất kinh khủng. Wow, hai lần liên tiếp. À không, trận này khéo mình không thể thắng được bởi vì Kabuto nó trâu quá. Kabuto là một thằng khá là mất thời gian khi đánh phòng thủ. Phải chờ chiêu 2 thôi, phải chờ chiêu 2 thì mới có thể hạ được nó. Đây chiêu này, đó, 10.000 sát thương. Bây giờ chúng mình sẽ đến. Bây giờ chúng mình sẽ đến với Gai nhá. Gai quân tướng mình khá là thích với sát thương vật lý phải nói là hàng khủng nhất của game. Vâng. Đây. Mình cho các bạn xem Gai. Úi giời. Gặp Hida là đi ạ. Gặp Hida là đi ngay. Tránh cái thằng cả ô tô ra. Cho đỡ mất thời gian cho các bạn. Cho các bạn xem skill là chính nhá. Quan trọng gì?
Đây, con gai là một con cực hiếm và cực khó lên. Nhưng mà guild mình có bạn đã lên được. Đó cũng là bạn mình. Đây. Ui giời, đấm 5.000 mua một trận. Cảm giác đấm khỏi phải nói. Chiều cuối vẫn như vậy, vẫn bá đạo như xưa. 14.000, hơn cả Temari 10.000. Đàn vật lý quá chất. Mình xin nhắc lại là mình cho các bạn mượn nick thoải mái nha. Có thể IP Facebook của mình. Và xem xong nhớ like, share và subscribe kênh của mình. Đó chiêu mới của nó đấy. Chết châu. Đánh với cả Kabuto lẫn Itachi không biết bao giờ mình thắng được. Thôi thì đánh càng lâu cho các bạn càng xem được chiêu vậy. Trận này mình thua chắc rồi, bởi vì Gai là một tướng dùng thuần sát thương vật lý. Thuần sát thương vật lý mà gặp cái con Zet sư trắng kia thì nó miễn vật lý nên chắc chắn là thua rồi. Đó là chiêu mới của lũ đại có một đó. Thôi mình thoát nha, bởi vì chắc chắn đã thua trận này rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và mình cũng cho các bạn tham quan nick một chút. Nếu các bạn nào muốn mua, à không, muốn mượn thì có thể eBay cho mình. Mình có rất nhiều nick khác chứ không chỉ riêng nick này. Đây. Itachi cũng đã đủ hồn nhưng mà bí thú thiếu xương quá. Đó. Neji. Dưới rất còn nhiều tướng. À. Mình sẽ video tiếp theo nếu các bạn yêu cầu nhiều thì mình có thể làm về đệ nhất. Đệ nhất là một tướng kinh điển mới ra, chiêu thức kịch cực hay. Nếu video này đạt 10.000 lượt xem trong vòng 5 ngày thì mình sẽ làm. À không, mình chỉ cần sự ủng hộ các bạn chỉ cần subscribe và comment cho mình ý kiến về video thôi. Các bạn yêu cầu mình làm về, các bạn yêu cầu mình làm về vấn đề gì thì mình sẽ làm về vấn đề đấy. Thôi bây giờ mình dừng video đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ like, share và subscribe kênh cho mình.